Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trang web kiếm tiền khá là uy tín hiện nay. Với tình hình thực tế thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành khá là phức tạp và có rất là nhiều bạn ở khu vực vùng dịch hoặc là khu vực đang bị giãn cách không thể đi làm được hoặc là đi làm kiếm không được nhiều tiền ấy. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách trong web này để kiếm tiền ngay tại nhà mà không cần phải đi đâu, không cần phải ra ngoài. Chỉ cần có một chiếc máy tính có kết nối internet và hơn nữa là các bạn cần phải biết một chút hoặc biết càng nhiều về tiếng Anh thì càng tốt. Nó là một lợi thế. Nhìn chung là biết về tiếng Anh là một lợi thế để kiếm tiền với trang web này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở trình duyệt các con lên. Rồi các bạn gọi cho mình từ khóa rev.com. Rồi enter. Rồi đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là hoàn toàn tất cả đều là tiếng Anh hết chưa? Nếu như các bạn không dành về tiếng Anh thì không thể làm được về trang web này. Rồi mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung. Rồi đây là trang web chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản. Ở đây thì có hai hình thức kiếm tiền chính. Ở đây mình sẽ kéo xuống dưới cho các bạn coi. Một là trở thành người làm nghề tự do. Hai là làm người có ảnh hưởng. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để đăng ký làm người làm nghề tự do và công việc của người làm nghề tự do là gì. Rồi, chia sẻ thêm với các bạn thì khi các bạn đăng nhập vào trang web này thì chúng ta sẽ thấy rằng địa chỉ đây. San Francisco này, Hoa Kỳ này, số điện thoại liên hệ này, một số trang mạng Instagram này, YouTube này, Facebook này, Twitter này. Nếu như là một trang web lừa đảo ấy, thì nó sẽ không bao giờ để những cái thông tin liên hệ liên lạc lên đây. Còn đây là một trang web chính thức, trang web gọi là uy tín này. Rồi, ở đây có rất nhiều thông tin, các bạn có thể vào tìm hiểu những thông tin ở đây. Những thông tin mà họ cung cấp ở đây thì mình sẽ tìm hiểu thêm về cái trang web này. Rồi, và nhiệm vụ chúng ta chỉ là tìm hiểu về cách để kiếm tiền ở trên này thôi. Và trước khi tìm hiểu cách kiếm tiền thì chúng ta có thể đọc những thông tin ở trên này để có thêm thông tin về trang web này. Và sau đó thì đăng ký là trở thành người làm nghề tự do này. Mình sẽ chỉ về cái này trước nha. Sau đó thì sẽ chỉ các bạn cách về đăng ký về người có ảnh hưởng. Rồi, mình sẽ cho bạn xem về người làm nghề tự do này. Chúng ta trở về lên trên. Đây, nếu với vai trò là người làm nghề tự do thì chúng ta sẽ kiếm tiền ở các mục như phiên mã này và được trả 1,25 đô cho mỗi phút. Phiên mã là cái gì? Chúng ta nhấp vào phần đọc thêm này. Và chú thích trong mỗi video giống như kiểu là cái phần phụ đề kiểu kiểu như thế. Đây phụ đề đấy, bên này là phụ đề này, phụ đề trong nước ngoài này. Viết phụ đề giống như kiểu phụ đề trên video có chữ hiện trên này. Còn chú thích thì viết chú thích cho video và chúng ta được trả tiền đô cho mỗi phút. Đây, các bạn có thể vào đây và tìm hiểu thêm này. Phiên âm tự động là 25 sen cho mỗi phút này. Phụ đề tiếng Anh là 1,5 đô cho mỗi phút này. Nhìn chung thì họ toàn trả bằng tiền đô. Và nếu mà tiền đô so với tiền của nước ngoài thì nó cũng là thấp thôi. Còn quy ra tiền Việt Nam khi mà chúng ta làm thì 1 đô, 2 đô thì nó rất là giá trị. 3 đến 7 đô cho mỗi phút này. Giả sử mình lấy khoảng 3 đô đi, 3 đô thì cũng được khoảng gần 100.000 rồi, khoảng 80.000 rồi. Mà 7 đô, đấy, nói chung là chúng ta làm tất cả các lĩnh vực ở đây luôn. Khi mà người làm nghề tự do chúng ta có thể làm về phần phụ đề này. Phụ đề tiếng Anh này. Hoặc phần phiên mã này. Đấy, chúng ta không giới hạn hình thức kiếm tiền ở trên này. Đây chúng ta sẽ nhấp vào học thêm này. Đó, ở trong này thì nó sẽ chỉ thêm vào cách thức hoạt động này. Đây các bạn nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. Và tương tự phần phụ đề bên này cũng thế.
Châu Tích hoặc phụ đề nước ngoài cũng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách đăng ký nha. Đối với trang web này thì đăng ký thì chúng ta đăng ký ở Hoa Kỳ hoặc là Canada thì mức độ xét duyệt sẽ thành công cao hơn. Còn nếu như mà đăng ký ở Việt Nam hoặc một số nước khác thì nó sẽ không chấp nhận nha. Đây mình sẽ vào đăng nhập này. Mình đăng ký rồi nhưng mà mình để vị trí của mình là ở Việt Nam ấy. Nhưng Việt Nam thì nó không cho mình tham gia. Mình phải đổi địa chỉ. Đây các bạn nhớ vào tạo tài khoản này. Đấy, điền họ tên, mật khẩu. Công ty thì các bạn điền hay không thì không quan trọng nhá. Đây các bạn hoàn thành cái biểu mẫu này. Hoàn thành biểu mẫu này xong đó thì các bạn gửi đơn đăng ký. Biểu mẫu viết thì cũng khá đơn giản thôi. Cũng không có gì là phức tạp lắm. Nhưng mà cái quá trình mà xét duyệt ấy thì nó giống như kiểu là các bạn gửi đơn lên YouTube mà chờ nó xét duyệt kiếm tiền ấy. Đấy nó phụ thuộc cái yêu cầu tiêu chí của họ nữa. Khi mà đăng ký xong cái tài khoản này và xét duyệt thành công ấy thì chúng ta một ngày kiếm từ khoảng 300 400 đô là cũng bình thường. Đấy nó tầm một tháng nhá. Đấy mục này thì mỗi lần nó trả được khoảng vài đô thôi, 1 đô, 2 đô, 3 đô, 7 đô thôi. Đấy hay là hai hình thức đăng ký, đây là hình thức đăng ký đầu tiên. Mình kéo xuống dưới. Đấy. Còn hình thức đăng ký thứ hai là người có ảnh hưởng, cái này là khá là hữu ích nha. Đây, ở đây nó ghi là kiếm 100 đô la cho mỗi khách hàng mới. Có nghĩa là gì? Chúng ta có 3 bước này, bước 1, bước 2 và bước 3 này. Là cách thức của nó hoạt động này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký tham gia chương trình làm người có ảnh hưởng và họ sẽ gửi email cho bạn nếu bạn được chấp thuận này. Sau khi chấp thuận rồi, cái bước này cái bước quan trọng nhất này, bước số 1 này. Còn bước 2, bước 3 là cái bước gọi là hành động và hái ra tiền rồi. Đấy quan trọng nhất, mình thấy quan trọng nhất là cái bước 1 này sẽ rất khá là khó. Còn bước 2 là chúng ta tạo tạo nội dung lên một cái video để quảng cáo và đưa cả cái đường link đăng ký của họ vào đấy. Khi mà có một ai đó đăng ký cái đường link của bạn ấy, thì sẽ được ghi nhận và nó sẽ xét duyệt và nó sẽ trả tiền cho bạn là 100 đô la cho mỗi một người đăng ký thành công. Tính ra 100 đô la tiền Việt Nam thì nó cũng rơi vào khoảng 2 triệu ba rồi. Mà tình hình dịch bệnh như thế này thì nó cũng là một cơ hội để các bạn kiếm tiền, cũng là một cơ hội để các bạn có thể thử sức mình. Chứ còn nếu mà chúng ta không thể đi làm được mà cứ ngồi chờ lướt điện thoại, nghịch Facebook hoặc là Zalo hoặc là đi lên lướt TikTok thì nói chung là chúng ta đốt thời gian mà cũng chẳng được cái gì. Mà đầu tiên là tốn pin, thứ hai là mất thời gian. Mà đổi lại thì chúng ta cũng chẳng có thêm tiền và cuộc sống của chúng ta nó cũng vẫn như vậy. Thời gian chúng ta đánh đổi mất thời gian đi mà cũng không có tiền. Chỉ bằng chúng ta có thể làm thêm cái hình thức này. Đấy, mình khuyến khích các bạn nên nên đăng ký cái hình thức này này. Kiếm 100 đô la. Ấy, mức chi phí họ trả cho mình khá là cao. Nhưng mà cái mức độ đòi hỏi của họ thì nói chung là cũng ở cái mức độ cao. Nói chung là đăng ký thì cũng hên xui thôi. Đây cách thức để đăng ký này. Và cách thức tham gia chương trình này. Yêu cầu của chương trình này. Thanh toán như thế nào này. Và kiếm tiền bằng cách nào này. Làm cách nào để theo dõi hiệu suất của tôi này. Đấy, đây thì nó chỉ cho các bạn hết rồi. Ở đây nó ghi là yêu cầu phải có 25.000 người theo dõi trên các trang mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn hoặc là YouTube. Vậy là các bạn cần có một trang mạng xã hội và có sự thu hút của nhiều người. Nhưng mà khi mà đăng ký vào đây chúng ta nó chỉ yêu cầu là có 5.000 người thôi. Đây, mình dịch sang tiếng Việt này, ai cũng có thể biết được. Đây, yêu cầu tối thiểu là có hơn 5.000 người theo dõi trên các trang mạng xã hội Twitter, Facebook hoặc là YouTube. Vui lòng chỉ đăng ký nếu bạn đáp ứng tiêu chí này nhá. Khi đáp ứng cái tiêu chí này ấy, thì đăng ký nhá. Còn không đáp ứng cái tiêu chí này ấy, thì đừng đăng ký làm cái gì. Nó lại luôn đấy. Đấy, họ đã chỉ sẵn ra đây rồi. Cho nên các bạn đọc đầy đủ thông tin rồi hãng đăng ký. Chứ còn đừng đăng ký bừa rồi bảo là trang mạng này nó lừa đảo hay là nó không uy tín hay là tôi đăng ký mãi mà nó chẳng xét duyệt. Thì các bạn không đủ yêu cầu để nó xét duyệt cho bạn. Thì các bạn không thể đăng ký được. Chứ đừng trách người ta. Ngay cái bản thân các bạn phải đủ tiêu chí để nó xét duyệt, nó chấp nhận các bạn thì các bạn mới có thể tham gia được. Còn không đủ tiêu chí tham gia thì nói chung là các bạn sẽ bị loại thôi. Rồi, đăng ký thì các bạn cứ điền email vào đây.
họ tên này, giờ các bạn sử dụng các dịch vụ nào, phiên mã này, phụ đề nước ngoài này, dịch này, được chưa? Xuống đây thì chọn là xác định rõ ngành công nghiệp nào nhất. Nếu các bạn có kênh video thì các bạn có là người hưởng trên YouTube này, hoặc các bạn có kênh TikTok thì sản xuất video này, hoặc là có Facebook hoặc Twitter thì các bạn làm thêm mục tiếp thị này. Tiếp thị trên một số trang mạng xã hội thì khá là nhanh, khá là nếu các bạn có mức độ ảnh hưởng lớn. Sau đó để dán đường link kênh YouTube này, Facebook hoặc là trang mạng xã hội nào mà các bạn đăng ký ở bên trên này mà đủ yêu cầu của nó đề ra thì bạn dán link kênh vào đây, rồi gửi đơn để cho nó chờ nó xét duyệt. Đấy, cái bước này các bạn hết sức thận trọng nhé, tại vì các bạn viết như thế nào thì họ sẽ xét duyệt cái đơn của bạn như vậy, cho nên là mức độ thành công hay không là nó phụ thuộc phần lớn là vào các bạn. Rồi, nhìn chung thì đây là một trang mạng, trang web khá là uy tín và họ trả tiền qua PayPal. Và nó kén người chơi nha, không phải ai cũng có thể đăng ký được đâu. Mà đôi khi các bạn không biết gì về tiếng Anh mà đăng ký thành công rồi thì các bạn cũng không thể kiếm được tiền. Tại vì nhiệm vụ của nó là toàn tiếng Anh, tiếng nước ngoài thôi. Các bạn phiên dịch ra hoặc là xem một cái video có tiếng Anh, sau đó các bạn viết những cái lời mà trong video họ nói ra dưới dạng văn bản. Cho nên các bạn biết một chút về tiếng Anh thì các bạn có thể nên thử sức với trang web này nhá. Rồi, video thì mình xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công nhá, cố gắng kiếm thật nhiều tiền trong mùa dịch này nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá.